Xin chào cả nhà, ngày hôm nay mình lại tiếp tục tới nhà vườn của chị bé Ba ở Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay giao lưu với cả nhà một số mai ghép mình về mình chơi Tết cả nhà. Rất mong cả nhà mình xem tham khảo và ủng hộ chị bé Ba nha. Dạ em chào chị. Chị chào em. Dạ. Hôm nay tới lại vườn của chị có lên một số mai cho bà con mình chơi Tết ha, hoặc là kinh doanh bán lại. Giờ trước tiên thì chị giới thiệu cái hàng một tâm mốt một cây, hai tâm hai một cặp nha em. Trước tiên chị giới thiệu Thủ Đức. Dạ. Mình cái lô này thì mình có ba giống mai cả nhà. Dạo Thủ Đức cái này mình ghép được bao nhiêu lâu rồi chị Ba? Ba mùa rồi em. Dạ. Ba mùa rồi. Đó mình ghép gốc nhớt em. Dạ. Gốc nhớt nhỏ bây giờ nó liền cốt rồi đó. Dạ, cái cốt này mình lấy chắc cỡ cái ngón cái được không chị Ba? Thôi mình nói bằng ngón tỏ của nữ đi cho dạ. Chắc ăn nhiều khi rồi mình trừ hao thì nó bự hơn cũng có nó dạ. Vậy cho chắc ăn nha. Rồi mình trừ hao cái nhà đế thì mình cũng có xử lý đế hết cái nhà này, mình môi môi ra là có đế hết trơn rồi cái nhà. Nói rồi, chung là đế đa dạng nha em. Dạ, cái chiều cao cái tán ngang mình lấy bao nhiêu được chị Ba? Chiều cao thì khoảng chừng 35-40 thì như dạ, còn cái tán ngang có cái thì nó cũng cao hơn. Dạ, cái tán ngang nhiêu được chị? Tán ngang. Rồi nút nụ quá trời luôn cái nha. Tán ngang đâu vậy chị? Chị ốm tay thử giúp em nha. Hàng này vô dây chỉnh sửa thôi cái nha. Hàng này nó chắc khoảng 2 ngăn gan rưỡi của nữ á. Dạ, 2 gan rưỡi của nữ để em đo thấy là 1 gan, 2 gan. Cái này chắc cũng khoảng mình lấy 40 trở lên được á chị Ba ha. Dạ. Thôi mình lấy chừng 40 đi, dạ. 40 chứ đựng hơn nha, nhiều khi mình gửi khách hơn thì khách vui. Dạ, rồi trừ heo ra. Rồi như vậy là 110 ngàn một cặp, một cây ha chị Ba? 110 ngàn một cây, nếu dạ. Mà hai cây thì chị bao phí cho khách. Dạ, ừ. Rồi đây cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Rồi tiếp theo mình tới giống thứ hai đi chị Ba ơi. Thọ Hương. Dạ. Này Thọ Hương. 110 ngàn một cây, hai cây là nhà vườn bao ship nha cả nhà. Cả nhà lấy giống này giống kia cũng được, mình có ba giống mai, đây cúc Thọ Hương rồi nút nụ rồi nha. Ghê gớm, năm nay cúc Thọ Hương đạt nụ quá trời hả chị Ba? Này à. Cái này là như nói vậy chứ nữa, nó lên một bông rồi nó lên một hơi hai ba nụ luôn dạ. Hai ba bông luôn dạng dạ. Như chùm vậy em. Dạ, rồi cái hoành này cũng giống như bên kia hả chị Ba? Mình lấy cái ngón tỏ trở lên. Lấy này tự cỡ ngón tỏ của nữ đi dạ. Nhưng mà chị quấn đế ra dạng nha. 2 gan, 3 gan. Cái này nó cao hơn, cái nhà này chắc mình lấy 50 trở lên được á chị Ba ha. Dạ Thọ Hương thì nó phát nó cao nè, cũng đồng giá luôn cái nhà 110 ngàn một cây ha. Thì hàng này mình sẽ bó bầu, mình gửi cho cái nhà. Thì số lượng mình có nhiều không chị Ba? Số lượng chị giờ chị còn cũng ít chứ không có nhiều, nhưng như thí dụ bà con cô chú nào á ủng hộ á thì nhanh nhanh tay nha, cũng dạ. sắp vơi phải không? Sắp vơi phải không? Rồi cả nhà mình tham khảo cái nhà, số điện thoại nhà vườn mình để bên góc bên trái màn hình bên đây, cả nhà có thể liên hệ chị lựa cho cây cho cả nhà mình tham khảo được, ủng hộ nhà vườn hết cả nhà. Đây. Rồi cái này là Châu. Cúc Tân Châu, cúc 24, 36 cánh hay chưa ba? Rồi đây cái nhà nút nụ rồi ha. Quá trời luôn. Hàng này mình vô dây chỉnh sửa thành phẩm hết trơn, mình về mình thay chậu cái là mình chơi Tết thôi. Về Tết lặt lá cái nữa là xong cả nhà. Rồi cái cỡ cây nó cũng cỡ như hai cây nãy cả nhà ha. Quá trừng nụ luôn chị Ba ơi. Đây nút nụ rồi. Rồi số lượng cũng có hạn nha cả nhà có lấy số lượng thì cứ liên hệ chị, kiểu như là nhà vườn mình còn bao nhiêu thì nhà vườn sẽ lựa rồi gửi cho cả nhà nha. Đây mình lấy ra số lượng mình có giá sỉ nha cả nhà, giá tốt nha. Trời ơi quá trời nụ luôn chị Ba ơi ha. Hàng này hàng nó là... chi chít hết trơn rồi, nói chi chung chi nó làm này là chị để bán cho bà con mình dạ. Chưng Tết hết. Hàng này hàng đi Tết luôn hả cả nhà, nút nụ quá nè. Rồi 110 ngàn một cặp nha cả nhà, 110 ngàn một cây, 220 ngàn một cặp giá bao ship nha. Dạ, rồi. Cứ lấy một cặp trở lên nhà vườn bao ship. Rồi kế tiếp chị rồi. Giới thiệu cái hàng 50 nha. Chị rồi, hàng này 10, hàng nhỏ. 10 loại giống. 10 loại giống. Trước tiên thì chị giới thiệu Thủ Đức. Chị Ba, cái hàng này làm nhà vườn mình có xử lý nút nụ không chị Ba? Hay là nụ tự nhiên? Nói chung là cái này mình xử lý xong hết rồi, chỉ cô chú anh chị mua rồi chỉ chờ cái ngày mình lãi lá, mình dạ. Xuống lá là có qua nổi là chơi Tết luôn á. Rồi, tại nó nhỏ nha cái nhà, chứ không phải là mình không xử lý nụ, tại nó nhỏ thôi. Cái này mình ghép được bao lâu rồi chị Ba? Chị ghép cái này mùa mấy, hai mùa vậy em. Dạ, hoành này chắc mình lấy cỡ chừng ngón út mình trở lên được hả chị Ba? Còn ngón út ha. Cỡ vậy đi. Dạ. Rồi, cái này chiều cao mình lấy 1 gan, 2 gan, chiều cao mình lấy 40 được không chị Ba? Như cây này trở lên không? Nói chung là cỡ đó đi. Dạ, quá trời nụ. Nhưng mà mình nói với cô chú anh chị, nhiều khi mình gửi cây cao cũng đựng phân bì. Tại vì mình nói cho cái chắc ăn nhà vườn cũng như hàng 40 thôi. Chứ dạ, nhiều mình khi mình gửi ra. Cao hơn cũng có nữa, mà lùng hơn thì chích được cũng có nha. Chứ dạ, không dạ. Có, nói chung trùng là trùng hay người, chị Ba? Nhiều dạ. Khi vô chừng mình lựa cái hàng nút nụ cho nó đều cho có đặng bà con chân dạ. Tết. Nhiều khi nó hơi chênh lệch chút xíu vậy, dạ. Cao thấp chứ không phải là dạ rồi. Đều đều gì hết. Dạ. Ừ. Nói chung là cái hàng này nút nụ là bao nút nụ luôn hả chị Ba? Bao nút nụ cho Tết ha. Đó thì dạ. Nụ nó tuy nó nhỏ chứ hàng nụ là cái bằng chân Tết dạ. Là ngon. Cái này là 50 ngàn một cây rồi, bao nhiêu chị Ba gửi?
ba cây chị gửi, 5 cây chị bao phí nha. Rồi, mình có 10 giống rồi ha. 10 dạ, giống. Đầu tiên hồi nãy chị ba nói là Thủ Đức. Dảo Thủ Đức nha nha. Nước nụ thu quá chừng luôn. Rồi tiếp theo mình tới giống gì nữa chị ba? Hương Chùm. Cúc Hương Chùm. Cái hàng cúc nha nha, cúc Hương Chùm ha. Đây nút nụ nè. Hồi nhỏ nhỏ chứ mà nút nụ quá chừng luôn cả nhà. Hàng này gọn gọn ở cái đế này cả nhà. Hàng này gọn gọn thì mình để bàn thờ ông địa hay là bàn trà gì á, cả nhà mình về mình thay chậu ha, gọn gọn nè. Kế tiếp là có một giống đau hút nha em. Dạ. Rồi đây em đang cầm đó. Quá tí luôn cả nhà ơi. Hồi ở đế xử lý đa dạng hết nha cả nhà, tất cả đều có xử lý đế hết. Rồi đồng giá 50 ngàn luôn ha chị ba. Đồng giá rồi, 50 ngàn luôn em. Số lượng nhà vườn cũng có số lượng nha, cả nhà cứ liên hệ là có cây nha cả nhà ơi. Rồi tiếp tục. Này Tân Châu là thường thường mình kêu cúc 2436 rồi. Dạ. Mình kêu cúc Tân Châu nữa. Dạ, cúc Tân Châu đây cả nhà. Hàng bao nút nụ hết cả nhà, chỉ có 50 ngàn một cây như vậy ha. Rồi tiếp theo mình tới gì nữa chị ba ơi? Đại này Lộc. Mình xin phép giới thiệu nhanh xíu nha cả nhà. Đại Lộc. Trời ơi nụ, Đại Lộc nụ dữ lắm. Nụ từ trong thân ra ngoài luôn nè cả nhà. Rồi đây cả nhà, số điện thoại nhà vườn mình để bên góc trái màn hình bên đây nè cả nhà, bên đây số điện thoại nhà vườn ha. Cả nhà có thể liên hệ nhà vườn mình lựa cây. Rồi nhận hàng kiểm tra hàng. Rồi, tiếp theo đây là cái là cúc vip nha, nhưng mà cái dạng mặt bông nó hơi thưa nha em, nhưng mà vẫn có bông chơi Tết luôn. Dạ. Đó cúc... mình lấy bo mình nhân giống rồi được hết. Dạ, cúc tri kỷ cả nhà. Đây cúc vip, cúc tri kỷ nè ha. Hàng này thì nhà vườn thả cho cái nhà mình về mình có thể mình lấy bo về mình ghép nè cả nhà. Rồi tiếp theo mình tới gì nữa chị ba? Cúc Phượng Thanh Tân. Cúc Phượng. Cúc Phượng Thanh Tân. Bông chuỗi, bông chuỗi, bông chùm, bông chuỗi nè cả nhà. Cúc Phượng Thanh Tân cả nhà. Rồi nút nụ coi nè. Đây chị luôn. Có lãi ra thử một cây cho khách coi đây. Dạ. Cây nhánh rất ít luôn mà chị có lãi đây, lãi dạ. Cho coi nè. Rồi đây cả nhà. Rồi đây cả nhà mình tham khảo nha cả nhà, cúc Phượng Thanh Tân cả nhà. Rồi tiếp theo chị ba ơi. Cái nữ hoàng kem. Nữ hoàng kem. Rồi tại vì trời trưa nắng cho nên chị em mình gom đi vô cái chỗ mát này quay giới thiệu với cả nhà. Bây giờ là 12 giờ trưa cả nhà. Cả nhà có tin là bây giờ là 12 giờ trưa không? Nắng dữ lắm nắng á. Ở cả nhà mình theo mình xem thương tình ủng hộ nhà vườn nha cả nhà. Đây ha. Rồi. Rồi tiếp theo mình thấy gì nữa chị ba? Này thọ hương nha em. Dạ. Thọ hương. Cúc thọ hương cả nhà. Đó. Cúc thọ hương ha. Rồi những giống này thì quen thuộc rồi. Tiếp theo mình tới gì chị ba? Tam sắc ba màu. Tuy nó nhỏ nhưng mà cái bông nó có đủ hết. Tuy nó nhỏ thiệt. Dạ. Rồi cả nhà có thể mình lên Google mình tham khảo những cái mặt hoa của những cái giống mai mới này trước khi mình lựa chọn giống mình về mình làm nha cả nhà. Đây tam sắc ba màu cả nhà ha. Tam sắc ba màu hàng này mình nghiêng về giống xíu nhưng mà nó vẫn có nụ nha. Đó, nụ về mình có thể mình thử bông được trong dịp Tết này nha cả nhà. Mà tam sắc ba màu nó còn rất ít nha em. Dạ. Kế tiếp là cái hàng Thủ Đức giá 70 nha em. Dạ. Thôi ôi. Nụ. Chị cái này 70 thì mình ghép bao lâu rồi? Cái này thì nó hai mùa mấy gần ba mùa rồi nè. Dạ. Kiểu như mình có hai phơm ha. Đúng rồi. Rồi đây phơm lùm nè cả nhà. Ở bầu róc lóc. Nó khô luôn. Dạ. Cái đây là phơm lùm thì cả nhà thấy cái tàn nè, thấy cái tàn ghê cái tàn không? Còn ở bên kia thì phơm cao thì như nó mình lấy nó là hơi... cái hàng cao với hàng lùn như thí dụ bà con nào có thích là để mình mua tinh chưng bàn ông địa hay là cái gì đó. Dạ. Thì mình chuộng cái hàng cao lấy cao, hàng thấp lấy thấp. Dạ. Rồi. Cái phơm cao này để cây thông số chiều cao mình lấy khoảng chừng bao nhiêu được chị ba? Để em ướm ta, để cây 1 gang nè, 2 gang nè, mình lấy 40 được không? Cỡ 40, dạ. Hàng lùng thì nó không tới nha em. Hàng lùng thì á 1 gang nè, mà chắc khoảng 30 á, 30 đi, lấy 30 đi hả chị? Lấy 30, 35 gì cũng được ha. Không, rồi. Lấy 30, 30 đi ha, trừ hao đi. Cả nhà nhận cây có bự hơn cái thông số nhà vườn mình chia sẻ trên clip thì nhận chùm nha cả nhà. Rồi đây cái nhà nút nụ thì thôi, bự cao, cao cao lùng gì cũng nụ quá trời luôn cả nhà. Thì cái hoành này mình lấy cái chừng ngón bỏ ngón út ra. Đó, mình lấy cái cỡ bỏ ngón út ra cả nhà. Ha. Rồi mình vô lưu giá là 70 ngàn một cây. Rồi bao nhiêu cây dù ba gửi? Ba cây chị gửi, 5 cây chị bao phí. Dạ, ba gửi 5 cây bao ship là 350 ngàn mình có được 5 cây cả nhà. Rồi Dạo Thủ Đức ha. Quá chừng nụ luôn cả nhà ơi. Hàng này thì cũng chờ Tết vô tư để có xử lý đa dạng hết nha. Rồi chị có mà cái giống hoàng huyết long không nhị này nha em. Dạ, cúc không nhị hoàng huyết long. Chị đo thông số luôn nha. Rồi. Cho bà con cô chú anh chị. Cái chọc kép nào, nó bự. Nếu mà có thấy ưng ý thì ủng hộ chị. Dạ. Cái này mình ghép góc vườn nha cả nhà. Cây là khá là bự nha, cái chọc ghép bự chảng luôn á. 75 á em. Cái chiều cao 75, tán ngang khoảng chừng nhiêu chị ba? Đâu, để coi. Dạ, nhà vườn mình không có cái bàn xoay cho nên mình để nhà mình đo đỡ nha cả nhà. Nắng quá rồi. Dạ. 50 50 mấy đây? 51 mình tính 50 thôi, dạ, tán ngang 50. Hàng mình cũng vô dây chỉnh sửa, tán ngang 50 cả nhà, nút nụ nha. Chị ơi, góc này mình vô luôn bao nhiêu? Góc này chị vô luôn 500.
500 ngàn cả nhà, mình ghép góc vườn đó nha. Cây cũng khá là bùm sùm nè cả nhà. Rồi nút nụ đây, quá chừng nút nụ hoành luôn. Hoành gốc thì 15. Hoành gốc là 15, đây cái đế này cả nhà. Đây ha. Rồi mã số 1 nha cả nhà, một cây cúc không nhị hoàng quyết long. Mình giao lưu với giá là 500 ngàn, giá mình đã bao xếp rồi cả nhà ơi. Rồi cái chậu ghép bự quá, chị ba này ghép lâu rồi ha. Lâu rồi, cưng 3 mùa rồi. Liên cốt rồi. Dạ. Rồi đây cả nhà, khá là sung xê. Nụ là chơi kêu bằng thoải mái luôn. Vô tư luôn, vi vu luôn. Có một cây một hả chị ba? Ừ, có một cây. Đây cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Rồi tiếp theo. Hôm nay mình quay đỡ gì nha cả nhà ơi. Có gì cả nhà cứ liên hệ số điện thoại nhà vườn chị ba mình để bên góc trái mình có Zalo luôn hết không chị ba? Rồi, có Zalo luôn. Có gì chị ba quay kỹ hơn xíu giúp em nha. Rồi. Bây giờ mình tới cây mã số 2 đi ha. Mã số 2 là cái cây cúc phượng thanh tân. Ừ, bự lắm cả nhà. Chị ơi cho em xin thông số cái gốc trước đi ha. Rồi để nha, trưa hai chị em ngồi làm gì nè. Nắng quá ai cũng mệt thở nặng. Dạ. Nhiêu chị? 13. 13, cái đế góc này cả nhà. 13. Dạ. Họ quen về dám chừng kỹ hơn nữa cả nhà. Rồi đây ha, chiều cao nha. Rồi chiều cao. Chiều cao 64. Rồi nút nụ thì thôi bao la luôn cả nhà ơi. Có bao chuỗi la luôn. Gọi chuỗi cho khách coi. Dạ. Rồi tán ngang nha. Tán ngang thì nó 62 thôi, mình tính 60 thôi nha. Dạ, rồi nút nụ đây cả nhà. Quá chừng nụ luôn. Rồi đây nè cả nhà. Dữ dội thì chứ. Đúng không chị? Do chính xác luôn rồi phải không? Đúng rồi, chiều cao 70, dạ. Tán ngang. Tán ngang hồi nãy mình nói nhiêu ta? Quên mẹ. Dạ. Nói chung là có lưu trên clip là được rồi, hồi nãy có nói rồi. Còn cái chậu ghép nè cả nhà, bự lắm bự luôn á. Hàng này cũng già mùa hết trơn cả nhà. Giờ mình vô lưu giá nhiêu chị? Mã số 2 này nè. Mã số 2 này thì 400 thôi. 400 ngàn giá bao xíu. Cây bự lắm nha cả nhà, đây nè. Rồi tiếp theo mình tới mã số 3 đi chị ba ơi. Mã số 3 thì nó tới cũng cúc phượng nha, cây to hơn. Cây bự hơn nữa hả? Ừ. Rồi em để xích ra đây, cái ngang bự quá. Cây to hơn, trời ơi gì đâu mà trời nắng quá. Lượng 12 giờ trưa quay mà. Trời ơi cái gốc. Rồi chị ơi, cho em xin cái hoành gốc trước đi ha. Mã này là mã số 3 cả nhà, mình vô luôn một vài mã số cả nhà, mình cố gắng mình xem hết tiếp, mình lựa cây mình về mình chơi Tết nha. Trời nắng mà nó nhiều quá mệt. 51. Rồi, hoành 51. Chiều cao nha. Hàng này thành phẩm hết trơn cả nhà. Vô dây chỉnh sửa hết trơn rồi. Chiều cao thì nó 79. Cái tán ngang. Kinh khủng thì cái này mà cầm xa xa nhìn nó bự lắm luôn á chị ba ơi. Rồi chị đo giúp em ngay. Tán ngang thì 68. Trời ơi nút nụ đây cả nhà. Quá chừng nút nụ luôn. Giờ biết quay chỗ nào bây giờ, nụ nhiều quá giờ không biết quay chỗ nào luôn. Đây cả nhà. Góc này mình vô luôn nhiêu chị? Góc bự thì 500. Dạ. Mình cũng vẫn bao phí luôn. Rồi. Nút nụ thì thôi, bao nút nụ cả nhà, hàng này đảm bảo là bao nút nụ luôn cái chọc ghép này cả nhà. Hàng này mình đóng 3 chọc nữa nha. Nói chung thì còn ít thôi, cũng còn khoảng chừng mười mấy 20 cây à, không dạ. Có nhiều. Rồi đây cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Rồi tiếp theo mình tới mã số 4 chị ba ơi. Rồi mã số 4 thì nữ nữ hoàng kem nha. Nữ hoàng kem đi. Nữ hoàng kem cũng có một cây một rồi nha. Có một cây một phải không? Ừ, ai nhanh tay còn. Chậm tay thì sẽ tiếc nuối. Hàng này hàng hiếm của nhà vườn, có vài cây thôi cả nhà. Đa phần nhà vườn mình may ghép gốc nhớt nhiều. Gốc vườn này cũng có vài cây làm giao lưu cả nhà thôi. Bao nhiêu chị? 16. Rồi cái đế này cả nhà ha. Hoành đế. Dạ. Đế không biết sao đâu. Thôi giờ về được rồi. Nó cũng bự bự á. Đây. Vừa rồi cái tay luôn nè. Rồi chiều cao nha. Chiều cao nó 77. Chiều cao 77, tán ngang nhiêu chị? Cây này mình đóng chọc cành, mình đóng cành luôn nè nha, rồi mình đóng ở trên nữa. Tán ngang nó 51. Dạ. Rồi cả nhà ơi, mình tham khảo nút nụ cả nha. Cái này mình vô luôn bao nhiêu chưa ba? Cũng 500 luôn. Dạ, 500 luôn. Bằng giá với mấy cây kia luôn. Dạ, bằng giá luôn cho nó dễ đi cả nhà ơi. Rồi nút nụ nè cả nhà. Ồ, nhiều nút nụ lắm cả nhà ơi. Để mình quay từ dưới lên cái nha. Cái cây này nó to, nó nở lên một cái rồi giờ mình thấy là ghiền luôn. Dạ. Trời ơi, cây này tay cành cũng có sẵn hết trơn cả nhà, mình đóng cho nên nó cũng mau ra tàn. Cái này mình khép xuống cả nhà. Mấy cái chỗ này nè, mốt mình kéo xuống nhìn nó cái tàn nó bè ra nhìn bự lắm á. Rồi mã này là mã số mấy rồi chị? Số 4. Mã này mã số 4 ha. Rồi. Tiếp theo mình tới mã số 5 chị ba. Ở này chị báo giá rồi phải không? Chị báo giá 500 dạ, rồi. Dạ 500 ngàn bao phí ship cả nhà. Rồi tiếp theo mình tới mã số 5 chị ba ơi. Mã số 5 bây giờ mình lên một cây nó hơi bự. Tam sắc ba màu nha. Tam sắc ba màu cả nhà ơi. Rồi nút nụ. Chặt quá. Hàng này á già mùa nút nụ quá phí cả nhà ơi. Thông số sao chị ba? Chị đo hoành gốc giúp em đi ha. Nói chung cái này cũng còn có một cây.
không ừ. được nhiều nha. Dạ. Nếu mà cô chú anh chị nào á, nhanh nhanh đi chứ để có một cây. Mã số 5 cái nhà, một cây tam sắc. Góc 17. Rồi, quanh góc là 17. Chiều cao nha. Chiều cao. À, cao 57. Dạ, chiều cao 57 cái nha. Rồi nút nụ thì quá chừng nụ luôn cái nhà, đang nút nụ nè. Tam sắc cái nha. 42. Dạ, 8000 là 42. Có cái nụ bông này nó sắp nở nè, phải nó có nở mình quảng cáo cho khách. À, cái này mình gửi khách là chắc nở luôn á cả nhà. Ừ. Mình về mình thử bông được luôn nha. Tam sắc 3 màu. Ba. Tiếp theo mình tới mã số 6 luôn chị ba ơi. Số 6 bây giờ mình lên đến gì đây? Mình lên bạch mai thái nha. Bạch mai thái. Bạch mai thái giờ nó mới có chạy nụ kim, nó chưa có nở cái tết kịp nhưng cô chú anh chị. Cây thùm lùm luôn á. Nếu mà cô chú anh chị nào á cái này cũng mới ghép đây, ghép bao lâu rồi chị ba? À, cái này chị ghép mới có một mùa mà nó như vậy nè. Mới có một mùa nó sum sê. Hàng này mình cũng chưa vô dây, cái nhà mình mới dựng đọt lên sơn xíu hả. Cái hoành gốc như chị ba đo giúp em á, gốc cái, vườn nhất nha. Cái cây này thì cũng gốc vườn luôn, cái này là cô chú anh chị nào muốn chơi là để nhân giống ra là nó rất là nhiều bo luôn. Dạ. Lời luôn đó. Bạch mai thái cái nha. Rồi. À, 18. 18. Rồi chiều cao tán ngang chị ba. Chiều cao nha cái nha. À, chiều cao nó 48. Rồi cái tán ngang. Tán ngang thì nó 43. 43 hậu quá chừng cái tàn luôn. Cái nhà hàng này thì chỉ có mới có nụ kim nhỏ nhỏ thôi cái nhà. Đây mình quay gần gần cái nhà mình tham khảo ha. Hàng nụ kim nhỏ nhỏ thôi cái nhà. Hàng này mình sưu tầm thôi cái nhà chứ Tết này cũng không có bông nhiều lắm đâu cái nhà. Nói chung là chưa có bông nha. Nó dạ. chỉ mới chạy nụ kim thôi. Cái này để mình bán là cho khách, như thí dụ ai có thích thì để nhân giống ra vậy đó. Dạ. Ừ. Tiếp theo mình tới một cây bạch mai, mã số này là mã số 7 cái nhà ơi. Bạch mai đọt hồng hay gì ba? Ừ, này bạch mai đọt hồng nè em. Bạch dạ. mai thái hồi nãy là nó khác nha. Dạ. Còn này là giống là bạch mai đọt hồng, nó khác. Giờ lá tại, già rồi. Tại chị đem ra nắng á, cho nó quen, đặng khách hàng như có mua về á, để nhiều khi người ta không biết, ta nuôi ngoài trời nó không có bị úa lá. Dạ. Còn như giả tỷ mình để tông mát á, thì cái đọt nó hồng, vừa dạ. chơi bông mà vừa chơi lá luôn, rất dạ. là đẹp. Đó. Rồi cho em xin thông số đi chị ba. Mã số 7 nha cả nhà, một cây bạch mai đọt hồng. Cây này có cái đọt non ra nó hồng hồng đó nha. Hay cây. Chơi lá cũng đẹp mà bông dạ. nó cũng vẫn là đẹp, từ dạ. 18 tới 12 cánh. Dạ. À, hoành góc 15. Hoành là 15 cái nha. Rồi chiều cao nha. Chiều bạch cao. Hàng này chiều cao nó 66 à. Dạ, hàng này thì cũng có nụ kim thôi cả nhà chứ còn chưa Tết này cũng chưa có hoa nhiều đâu cả nhà ơi. Bề ngang nó tán ngang là nó 42. Dạ, tán ngang 42. Rồi đây mã số 7 mình vô luôn bao nhiêu chị ba? À, cái này là mình cũng lên là một giá một luôn, 500. Rồi. Tại vì em biết sao, lúc trước khách hàng nó có hỏi nhưng mà chị nói để chờ chị lên clip đi, nếu mà có ưng ý thì điện cho chị. Dạ. Hôm nay sẵn thì chị lên luôn chứ. Rồi. Cái máy cái này là nó chưa có chạy nụ bự, không dạ. có chơi Tết kịp. Rồi hàng sưu tầm hết cả nha. Tiếp theo mình tới gì nữa đây chị ba ơi? À, mã số 8 nha. Bây giờ ôi cây này một cây tiếng vua. Rồi ơi, cây này bao bo luôn cả nhà, quá chừng bo luôn ha. Đây cả nhà thấy nút nụ kinh khủng luôn, tiếng vua này cả nhà. Trời ơi, nụ về nụ như nồi như cái gì cơm trái rồi cả nhà. Wow, mình cũng biết tả nụ này nó làm sao luôn, nhìn thấy hết biết luôn. Thôi hết giờ, biết luôn. Chị đo thử quanh góc coi nha. Hết biết luôn chị bà. Cây này nó có nở góc nữa nè em ơi. Chào cho em coi góc nè. Rồi quanh nhiêu chị? 15. Quanh là 15, cái cũ ở dưới còn bự nữa hả chị ba? Ừ đúng rồi, cái dạ. cũ dữ lắm luôn mà không mình không đo cũ đi, dạ. đo khúc đó thôi. Rồi, chiều cao nha. Mã này là mã số 8 nha cái nhà. Chiều cao múc cà tha luôn thôi, mình lấy vừa vừa thôi. Rồi mình trừ hao đi ra chị. Hàng này tại vì mình thả mà cho nên nhìn nó cao lắm. Tự gì dữ. 90 lận. 90 dữ rồi. 90 lận á. Là mình trừ hao rồi đó. Hồi này khỏi đo tán ngang đi, giờ khách có nhìn dạ. khách thấy vậy, bây giờ khách biết dạ. đo. Nụ dữ dằn nụ luôn đó nha. Cái nụ của tiếng vua nó lạ lắm đó nha. Trời ơi, nó về nó khích rịch ra. Hàng này mình chơi nụ luôn á cả nhà ơi, nhìn nó đã ghê á. Để quay chỗ nào nó về cả nhà mình tham khảo đây cả nhà. Ê luôn á. Ơi. Nè em nhìn nó ý là cái nhánh nó cục mà em coi nè. Hồi gì mấy cái nhánh dài ghê thiệt á. Cây bự lắm cả nhà. Chị ba cầm thử cái cây này lên giúp em thử cây chị ba cho cả nhà mình dễ hình dung coi chị ba. Đó. Chị em mình đứng xa xa nha một xíu coi. Rồi. Rồi cây như vậy mình vô luôn nhiêu chị ba? À, cây này chị cũng vô luôn 500. Rồi 500 đồng giá. Bữa nay trên clip này là đồng giá mấy cây mai ghép này luôn ha. Đúng rồi. Đó.
hồi nút nổ cả nhà, kinh khủng luôn á, phải nói là khủng khiếp luôn á. Cái này là kêu bằng ghép bo vô tư, ghép không biết bao nhiêu bo luôn, không biết bao nhiêu bo lòi lúc luôn á. 500.000 cả nhà, hàng sưu tầm hết cả nhà. Chỉ có một cây thôi nha. Chỉ có một cây thôi nha. Rồi tiếp theo mình tới. À, này là. Cái này là cúc kem. Cúc, hàng cúc kem. Rồi để xuống đi chứ bạn. Bông nè. Cây này nhánh nó cũng không được đạt nhưng mà có nụ rồi, mình cho coi cái mặt bông đằng khác biết. Thì cũng bông như... chùm nè cả nhà. Ha. Với lại cái màu nó kem kem hết chị ba. Bông nó không có vàng lắm. Dạ nó không có vàng tươi, nó vàng kem cả nhà. Nhưng mà em thấy không, một nụ nó lên là bông chùm như vậy đó. Bông chùm nó lên mấy búp xanh luôn cả nhà. Thấy cưng lắm. Như thế này khoan để nhẹ nhẹ tay nha. Rồi, chị ba cho em xin thông số đi. Rồi quanh gốc nha cả nhà. Hàng này mình gốc gốc vườn. Mấy này mình gốc gốc vườn nó mạnh lắm cả nhà. Nó mau lấy bo lắm. 15. Rồi, quanh gốc là 15. Chiều cao thì nó 52. Dạ. Rồi tháng ngang chưa bà? Tháng ngang mình đo này đi chứ chị dài đó, nó dài lắm. Cái này cúc kem cái màu nó vậy á, cái nhà chứ không phải ra nắng nó vậy nha, cái màu nó kem kem. Nói chung cái màu nó là vậy á. Dạ. 39, tháng ngang 39. Rồi. Rồi, nút nụ thì hàng này nút nụ thì ok hả chị ba? Thấy không? Nó thưa thưa chứ mà em nhìn nụ nè. Dạ. Cái này là chơi vô tư luôn nè. Trời ơi, nút nụ. Ghép luôn. Nụ nó bự ghê cả nhà. Rồi đây cái nhà em tham khảo ha, hàng này cũng là con cây hả chị ba? Con cây. Cúc kem cả nhà. Rồi đồng giá tháng 500 luôn hả chị ba? Cũng đồng giá luôn. Rồi. Đó. Rồi cái nhà mình tham khảo này mã số 9 nè chị ba. Này mã số 9 nè. Rồi cái nhà mình tham khảo nha nha. Tiếp tục mình tới. Cái này là siêu bông Sài Gòn nhưng mà nó không có nụ nha, nhưng mà mình lên vậy cô chú anh chị nào có thích thì mua về để lấy nhân giống thôi. Rồi. Hàng sưu tầm nữa ha. Hàng giống. Thông số sao chị ba? Cái gốc này nó hơi bự như cái nhà, với lại mình ghép cái gốc phôi cũng hơi cao. Cái củ nở ghê không? Mình đo chỉ đo quanh thân thôi chứ quanh gốc mình không có tính nha. 18. Dạ. Quanh là 18 cả nhà. Cái cơ quanh cũ nó bự hơn tại mình không đo. Hàng này cũng thả nữa cả nhà. Cái này dài dữ rồi, thôi mình ăn gian khúc vậy đi. Ăn dài. Rồi mình đo tới đâu mình tính tới đó đi. Đúng rồi. Dạ. 74. 74. Rồi tán ngang khỏi đo cũng được chị. Dạ, hàng này mình thả cả nhà ơi. Với lại hàng này cũng chưa có nụ mình chơi Tết nữa. Hàng này có sao mình nói vậy đi ha chị ba. Nhận hàng mình kiếm ra hàng mà. Cũng như cái này là chị lên chị giới thiệu để mình bán là cho khách, nếu mà có thích đó là mua về nhân giống thôi chứ này nó chưa có nụ, nó cũng chưa có là chững, bị cây nó còn bông nó chưa chững, nó còn rất non là non vậy. Chỉ rồi. Mình bán là để nhân giống thôi. Mình về mình lấy bo tha hồ lấy bo luôn cả nhà, như cây này cũng 500 ngàn chưa? Cũng đồng giá luôn em. Rồi. Biết nhiêu bo mà nói cả nhà. Rồi cái nhà mình tham khảo nha. Hôm nay mình giao lưu thêm là 10 mã số cuối clip nha, nhà với một số mai ghép góc nhớt đầu clip. Cuối clip hôm nay em xin cảm ơn cô chú anh chị gần xa. Nếu mà có coi cái clip của em hôm nay xin cô chú anh chị gần xa ủng hộ em. Và cuối clip em xin cảm ơn. Dạ rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.